Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình vì an ninh tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyên mục tuần này gồm những nội dung đáng chú ý sau: phóng sự cảnh báo tình trạng làm giấy tờ giả. Phần cuối là ghi nhận của phóng viên truyền hình an ninh Thừa Thiên Huế về công tác chủ động ứng phó mùa mưa bão của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh. Còn bây giờ sẽ là phần tin phản ánh về một số hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh trong tuần qua. Ngày 9 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết vừa phát hiện xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép. Trước đó, vào ngày 8 tháng 10, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô mang biển số 75B00491 đang lưu thông theo hướng Bình Điền, đường Tránh Huế, do lái xe Ngô Văn Thành, sinh năm 1989, trú tại xã Thủy Phương, thị xã Hương Thủy điều khiển, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông. Tổ công tác đã ra hiệu dừng xe, nhưng lái xe không chấp hành rồi bỏ chạy. Khi đến xã Phong Chương, huyện Phong Điền, lực lượng công an đã dừng được phương tiện. Qua kiểm tra phát hiện, trên xe chở 9 phách gỗ, không đảm bảo giấy tờ thủ tục. Lái xe Ngô Văn Thành không có giấy phép lái xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bàn giao toàn bộ phương tiện và tang vật cho Phòng Cảnh sát Kinh tế để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 10 tháng 10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết, ngày 8 tháng 10, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Bích Nhàn, 44 tuổi, trú tại 75/3 đường Vàng Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 8 năm 2017, Lê Thị Hồng Nhàn là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Medic lan truyền thông tin công ty muốn bán cổ phần trị giá 680 triệu đồng, lợi tức mỗi tháng là 10 triệu đồng, đồng thời hứa hẹn đứng ra làm thủ tục chuyển nhượng giúp. Vì quá tin tưởng vào lời nói của Nhàn, một người đã đưa cho Nhàn 680 triệu đồng để góp mua cổ phần. Nhàn đã chiếm đoạt số tiền trên và làm giấy xác nhận cổ đông giả để đưa cho nạn nhân. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 9 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thị trấn Phong Điền tổ chức kiểm điểm đối với ông Dương Có, trú tại thị trấn Phong Điền, đã có những hành vi bạo lực gia đình đối với vợ là bà Nguyễn Thị Giáo. Tại buổi kiểm điểm, sau khi trình bày bản tự kiểm điểm về những việc làm sai phạm của mình, ông Dương Có đã lắng nghe ý kiến đóng góp phân tích của chính quyền địa phương, lực lượng công an, hội phụ nữ, bà con nhân dân thôn Khánh Mỹ và gia đình về việc làm mang tính bạo lực đối với vợ mình. Sau khi nhận thức được sai lầm, ông Dương có hứa không tái phạm, đồng thời từ bỏ thói quen uống rượu để kiểm soát tốt hơn mọi hành vi trong cuộc sống và nỗ lực xây dựng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trước đó, vào khuya ngày 10 tháng 9, sau khi uống rượu, ông Dương Có xảy ra mâu thuẫn xô xát với vợ. Tiếp đến, ông Có dùng dây xích, xích chân vợ vào cột trước hiên nhà rồi đánh đập, đe dọa vợ. Nhận được tin báo, lực lượng công an thị trấn Phong Điền đã đến đưa ông Có về trụ sở làm việc. Ông Có từng có tiền sử bệnh thần kinh và trầm cảm, được đưa đi chữa trị tại bệnh viện tâm thần. Căn cứ quy định của pháp luật đối với hành vi của ông Dương Có, Công an thị trấn Phong Điền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hai hành vi, đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình và gây tiếng động lớn, làm ồn ào tại khu dân cư từ 22 giờ đến 6 giờ sáng. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, các loại bằng cấp, giấy chứng nhận và nhiều loại giấy tờ thủ tục khác đang bị làm giả một cách dễ dàng và tràn lan trên mạng Internet, mạng xã hội. Theo quảng cáo, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền không lớn thì hầu như ai cũng có thể mua được loại bằng cấp, giấy tờ như mình mong muốn. Và thực tế, nhiều người đã tìm đến những địa chỉ này để có được những thứ mình cần. Nhưng tiếc rằng, hậu quả sau đó lại không được như mong đợi. Chỉ cần lên mạng Internet, tìm kiếm với từ khóa, làm giấy tờ giả. Ngay lập tức, hàng chục nghìn kết quả sẽ hiện ra trong nháy mắt. Từ làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ đến giấy tờ, thủ tục, vân vân. Tùy theo loại giấy tờ cần làm giả, sẽ có mức giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Và đây là sản phẩm từ những dịch vụ làm giả giấy tờ, bằng cấp. Những sản phẩm này đã được sử dụng như đồ thật. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiếp nhận tin báo tội phạm từ Sở Du lịch tỉnh về việc phát hiện trường hợp Nguyễn Kỳ, sinh năm 1993, trú tại Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế,
có hành vi sử dụng chứng chỉ IELTS giả để nộp hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Từ đây, cơ quan công an đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề đằng sau chứng chỉ giả này. Phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đã tiếp nhận tin báo tội phạm và thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh đã tiến hành điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra giải quyết thì đã xác định có dấu hiệu tội phạm và đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can. Từ những thông tin ban đầu, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện ra một đường dây làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước, khởi tố 7 bị can về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức gồm Lê Hiếu, sinh năm 1975, trú tại 54 Nguyễn Biểu, thành phố Huế, Ngô Đức, sinh năm 1993, trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Lê Văn Hùng, sinh năm 1982, trú tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Nguyễn Kỳ, sinh năm 1993, trú tại xã Phú An, huyện Phú Vang, Hoàng Thị Xuân, trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Trần Văn Nghĩa, sinh năm 1996, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, và Võ Văn Sa, sinh năm 1990, trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trong những bị can này, Lê Hiếu, từ người đi mua chứng chỉ giả, đã trở thành một mắt xích, một người môi giới trong đường dây làm giấy tờ giả, tài liệu giả. Thì nó hiện ra trang đầu tiên và có cái mục gọi phía dưới, thì em bấm vô gọi, thì thông qua đó thì em đã là làm cho bản thân em và Hùng một chứng chỉ cả cái là phải Hùng làm chứng chỉ như vậy á, thì mới gọi điện thoại cho Hùng và nhờ Hùng làm tiếp mấy cái cho bà đó, thì Hùng đã thông qua Hiếu và Hiếu mua chứng chỉ cho cả các bạn ở trong kia với giá là 12 triệu đồng. Tiến hành điều tra xác minh và giám định đối với các tài liệu giấy tờ giả. Cơ quan an ninh điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã thu giữ 7 chứng chỉ IELTS và nhiều tang vật có liên quan. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ, xác định trách nhiệm và những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan, phục vụ công tác điều tra mở rộng án, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Để tiếp tục điều tra thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan như là Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, các phòng công chứng, nhất là các phòng công chứng của trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như là các tỉnh liên quan để kiến nghị là quá trình khi thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao thì là kiểm tra chặt chẽ hơn và có những cái quy trình đầy đủ hơn để phát hiện và ngăn chặn loại tội phạm này. Việc làm giả các loại giấy tờ của cơ quan nhà nước và tổ chức không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, sự công bằng của các tổ chức cá nhân trước pháp luật, mà còn tạo tâm lý lo lắng, bất an cho công chứng viên, cơ quan chứng thực, doanh nghiệp và người dân. Ngoài ra, còn tác động tiêu cực đến việc bảo đảm an toàn pháp lý trong giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính và có thể dẫn đến hậu quả là nhiều tổ chức cá nhân bị lừa và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Chuyển qua một số thông tin khác. Để động viên cán bộ chiến sĩ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, sáng ngày 7 tháng 10, tại lễ chào cờ Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu. Sau phần tiến hành các nghi lễ chào cờ theo quy định, Đại tá Lê Văn Vũ, chủ trì buổi lễ, đã thông báo kết quả các mặt công tác của lực lượng công an toàn tỉnh trong tháng 9 vừa qua. Công an các đơn vị địa phương cũng đã lập nhiều thành tích xuất sắc, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phá nhiều chuyên án, vụ án về vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại lễ giao cờ, thưa ủy quyền, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 4 tập thể, 10 cá nhân, tặng giải khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu.
Sáng ngày 8 tháng 10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới và triển khai quy định 205 QĐ-TVK của Bộ Chính trị, quy định 02 QĐ-DOCA của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác cán bộ. Qua 10 năm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Công an, công tác xây dựng công an cấp huyện đã được Công an tỉnh tiến hành đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt gồm lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp, tăng cường biên chế, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với thực tiễn công tác. Về chủ trương xây dựng công an chính quy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Ngày 1 tháng 7 năm 2019, Công an tỉnh đã triển khai đồng loạt bố trí 160 đồng chí công an chính quy về xã, đạt tỷ lệ 100% xã được bố trí công an chính quy. Sáng ngày 9 tháng 10, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức sơ kết công tác phòng chống tệ nạn xã hội 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. 9 tháng đầu năm 2019, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng tổ chức hàng nghìn lượt tuyên truyền, tập huấn công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân mua bán người trở về địa phương ổn định cuộc sống, phòng ngừa ma túy xâm nhập học đường, triển khai xây dựng 5 xã phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm và 2 mô hình về phòng ngừa trợ giúp làm giảm tổn thương phòng chống lây nhiễm HIV. Chi cục cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường An Cựu tổ chức ra mắt thêm một điểm tư vấn chăm sóc và hỗ trợ điều trị tại cộng đồng phường. Đến nay, các điểm tư vấn ở các địa phương đã tư vấn hướng dẫn hàng chục lượt đối tượng nghiện trên địa bàn điều trị cai nghiện ma túy. Đối với cơ sở điều trị methadone, chi cục đã đẩy mạnh công tác phối hợp điều trị 285 bệnh nhân. Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Phú Thượng, huyện Phú Vang tổ chức sơ kết khu dân cư thôn Ngọc Anh đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2019. Năm 2019, toàn thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang có tỷ lệ trên 97% hộ dân đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Bà con đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm thông tin có giá trị, phối hợp giải quyết các vụ ẩu đả, gây rối trật tự công cộng, lấn chiếm đất đai. Ban điều hành thôn phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức nhiều buổi ra quân tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, ra quân dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn, phối hợp cảm hóa giáo dục các đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, phạm pháp hình sự, vi phạm hành chính trong thôn ít xảy ra. Thưa các đồng chí và các bạn, Thừa Thiên Huế đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Để chủ động ứng phó trước những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã triển khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt tại các bến đò, bến khách ngang sông. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế. Tại bến đò Vĩnh Tu thuộc xã Quảng Ngàn, huyện Quảng Điền, do hợp tác xã cơ giới đường sông Quảng Điền quản lý, từng mắt chứng kiến cảnh qua sông của người dân và không khỏi lo lắng. Sông rộng, nước chảy xiết, nhưng nhiều người dân cũng như người điều khiển phương tiện không mặc áo phao hay cầm dụng cụ nổi theo quy định. Cách đó không xa, tình trạng trên tiếp tục lặp lại tại bến đò Côn Tộc cũng thuộc sự quản lý của hợp tác xã này. Trên mỗi chuyến đò chở từ 5 đến 10 người cùng các phương tiện xe đạp, xe máy, nhưng rất ít hành khách mặc áo phao. Ước tính trung bình mỗi ngày có từ 100 đến 150 lượt người dân qua sông. Chúng tôi thường thường là nhắc nhở với là thuyền chủ đò mãi nhé. Nhưng mà đôi khi cũng có nhiều chuyện sơ suất là vì có thể mà họ cầm tay, nhưng mà khi vào bến rồi thì họ vứt lại, chẳng phải là cởi áo ra mình thấy rõ. Hệ thống giao thông đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế hình thành dựa trên hai tuyến chính, gồm tuyến Phá Tam Giang - Đồng Cầu 2 có chiều dài 68 km, diện tích hơn 16.000 ha. Tuyến sông Hương có chiều dài 104 km, diện tích lưu vực hơn 2.800 km vuông.
Toàn tỉnh hiện nay có hơn 200 phương tiện thủy nội địa hoạt động với 33 bến bãi, trong đó có khoảng 8 bến đò khách sang sông phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. Vào thời điểm mưa lũ, lưu lượng nước dòng chảy trên các tuyến sông và đầm phá tăng cao. Nhiều điểm có gió lớn, xoáy nước làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy. Để chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường sông trong mùa mưa bão sắp đến, đội cảnh sát đường thủy phối hợp với công an các huyện, thành phố và chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. Tổ chức kiểm tra, yêu cầu ký cam kết chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa đối với 100% chủ phương tiện, bến đò chở khách ngang sông. Chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống lụt bão, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Về để trước mùa mưa bão năm 2019, thì phòng đã ra nhiều kế hoạch và đã làm 3 lần công tác tuyên truyền cho các hộ dân và các chủ phương tiện để chấp hành nghiêm cái luật giao thông đường thủy. Và trước mùa mưa bão thì chúng tôi đã tổ chức từng đợt để đến từng địa phương và phường xã để làm công tác tuyên truyền, đặc biệt là cái tuyến du lịch trên tuyến sông Hương như là bến Tòa Khâm, thì chúng tôi đã tổ chức và tuyên truyền họp dân lại các chủ phương tiện và các ban quản lý bến xe bến thuyền để tuyên truyền cho dân là coi như là họ chấp hành nghiêm cái luật giao thông. An toàn cho những phương tiện vận chuyển hành khách trên sông trong mùa mưa bão đang trở nên cấp bách, do đó đòi hỏi lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, đồng thời chuẩn bị kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó khi có diễn biến bất thường của thời tiết nhằm ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông đường thủy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương mục phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút ngày thứ năm và được phát lại vào lúc 11 giờ 50 phút ngày chủ nhật, 8 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.